Triển lãm tranh nghệ thuật nhiều thể loại đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng vừa được ra mắt trong không gian Art House Gallery số 305 đường Trần Hưng Đạo. Đêm hội triển lãm có sự tham gia của hơn 30 nghệ sĩ, họa sĩ trong lẫn ngoài nước với hàng trăm bức tranh ảnh và vật lưu niệm thủ công thuộc nhiều trường phái khác nhau. Ngoài thưởng thức và mang về cho mình những bức tranh gốc từ những nghệ sĩ tài hoa, người xem còn được tham gia vào các hoạt động nghệ thuật đầy sáng tạo và thú vị như xếp giấy origami, vẽ tranh cùng các họa sĩ trong không gian đậm chất nghệ thuật với tiếng nhạc acoustic. Và đến đây khi mà thấy cộng đồng ở Đà Nẵng mình, từ người nước ngoài đến người Việt, rất là nhiều người đam mê nghệ thuật nhưng mà họ chưa có một môi trường, chưa có một không gian để kết nối. Thì mục đích của ý nghĩa của buổi triển lãm là vậy, mang các họa sĩ đến gần với nhau hơn.